cái này đau rồi, cứ đau hoài rồi không được hết. Không có thông phải không? Dạ nó thì cứ nhẹn nhẹn. Nhẹn nhẹn rồi. Dạ còn cái này nè, xoay qua bên này không được, xoay qua bên này cũng được. Rồi, xương sống rồi. Được. Mà tới bây giờ nuốt không được. Được. Không biết là có ảnh hưởng gì trên cái system vegetative không mà uống hết gì cũng không được. Cái mình nuốt được không? Khó. Lấy miếng nước, mọi người lấy cho tôi miếng nước cho chị uống thử. Rồi lỗ tai nhức, rồi mắt lò, rồi cú họng đau, ho. Rồi đắp cho chị miếng nước. Lấy cái ly. Không có ly nè. Đó có ly kìa, đắp cái ly. Rồi mọi người chờ xe xem nha. Ngồi yên nha. Rồi, uống đi. Nghe nó khó, không có thông phải không? Dạ nó thì cứ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng rồi anh cầm giùm. Rồi, nằm xuống. Rồi. Rồi, trước khi bình tĩnh. Mà nó tê tay rồi đó. Đau cổ đau dây, tê tay. Rồi, ok. Rồi, bỏ ra. Bác quay qua đây. Không có ngồi với người quyên thì nhấc cái này lên thôi. Rồi, quay qua đây. Mềm mềm người ra. Người sợ té của tôi đây nè. Quay qua. Rồi ngồi dậy. Cát rồi hả? Ok. Cá rồi đó. Cát rồi, ồ, bình tĩnh. Bây giờ là tại bà Khai bệnh chứ không phải tại tôi. Dạ. Ha, à, cho nên tôi bấm đau rồi đáng chịu. Rồi, ngước này em chút. Đó. Rồi cho uống nước lại. Ở đây anh đánh giùm, anh đánh giùm mình đứng đây người ta quân quay. Cô chi? Đang coi, đang quay kìa. Dạ khá rồi. Rồi nè bài. Khá rồi phải không? Dạ khá rồi. Khá rồi mình quay hả? Dạ. Dạ còn cái này nè, xoay qua bên này không được, xoay qua bên này cũng được. Rồi đẹp quá. Đẹp bà muốn chết. Thì thôi không có tha mà. Rồi quay đây. Rồi mềm. Không mềm được. Rồi, đây, 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 cái cổ này, đây. Đây, bật nó. Rồi, mềm, mềm, mềm. Mềm, 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 mềm. Thả lỏng ra. Rột, rột. Bóp mạnh vô. Rồi, bây giờ xây cổ sao rồi? Dạ khá rồi đó. Khá rồi, ok. Dạ, nhưng bây giờ cũng còn. Kệ nó. Dạ. Cho miếng nước nữa. Đổ xăng vô. Đổ xăng vô, đổ xăng vô. Đổ xăng thì cũng quốc luôn đó. Đổ xăng cũng quốc luôn đó. Bây giờ bố uống thiệt mạnh vô đi, đừng có ngán gì hết. Vì mỗi lần uống thì bị sạch, bị ngọt, uống ngon vô. Bóp. Sao? Dạ khá rồi. Ok. Cái bộ em chưa có flexible lắm bác sĩ. Flexible. Bữa khác. Bữa khác thì chị em ở đây có mấy bữa là đường ngày mai em gặp được không? Không biết nữa đi, có nhiên còn gặp. Rồi, qua như thế đi. Trời ơi, hết giấy dọc quá nha. Cái này đau rồi, cứ đau hoài rồi, không không được bác sĩ. Bây giờ cúp đi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823.
để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.